Thiên Phước và Tuyết Oanh vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình hôm nay. Như thường lệ, ngay bây giờ sẽ là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Nhức nhối nạn pháo lậu cuối năm ở miền Tây. Đối tượng manh động hành hung hai cô gái để giật túi xách. Chương mục nóng trên mặt báo, tranh cãi vụ đòi ngưng phát sóng năm chú bé bồng lai. Đồng Tháp, hoa hạnh phúc cháy hàng tại làng hoa Sa Đéc. Cậu bé 9 tuổi tốt nghiệp đại học chỉ trong 9 tháng. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, 24 giờ chuyển động đã từng đề cập rất nhiều vụ việc liên quan đến mua bán vận chuyển pháo lậu trái phép. Có thể nói, những ngày cận Tết Nguyên Đán thì tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo lậu càng có dấu hiệu gia tăng. Nhiều thủ đoạn tinh vi hơn được các đối tượng áp dụng. Mặc dù cơ quan chức năng đã rất nỗ lực ngăn chặn, triệt phá, nhưng vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn sẵn sàng tuồn hàng vào Việt Nam qua đường biên giới để bán kiếm lời. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại An Giang. Đối tượng Nguyễn Liễu Xuân Khoa này đã thuê đối tượng Lê Hoàng Huy đi nhận 4.000 viên pháo nổ để giao cho khách. Khi đến khu vực xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Huy bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 4 ngày sau đó, tại khu vực thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, đối tượng Võ Minh Phong cùng cha ruột là Võ Minh Vương cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 5.000 viên pháo nổ. Có thể thấy việc bắt giữ các hành vi buôn bán vận chuyển pháo không phải dễ dàng bởi thủ đoạn của bọn buôn bán pháo ngày càng tinh vi hơn. Chúng thường ngụy trang, gia cố thùng xe để vận chuyển pháo qua mặt cơ quan chức năng. Trên địa bàn tỉnh An Giang, chỉ tính riêng 2 tháng cuối năm, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 6 vụ liên quan 8 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép, tang vật thu giữ gần 50 kg pháo. Tại Tây Ninh, công an huyện Dương Minh Châu cũng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Thanh, sinh năm 1989 để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu. Trước đó tại ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang đối tượng Huỳnh Văn Thanh đang vận chuyển 19 kg pháo nổ được ngụy trang, cất giấu trong bao tải. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Thanh, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 kg pháo. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận số pháo trên mua của một người Campuchia tại khu vực biên giới, sau đó vận chuyển đi bán kiếm lời. Khi đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản rất táo tợn đối với hai cô gái. Kẻ cướp còn tấn công bị hại để giật cho bằng được chiếc túi xách. Trước đó, Ngô Văn Dũng, 22 tuổi, đi trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, thì phát hiện hai cô gái có mang túi xách đang điều khiển xe máy. Lợi dụng đoạn vắng người, đối tượng áp sát xe rồi ra tay giật chiếc túi xách. Tuy nhiên, dây túi xách không đứt nên cả hai cô gái đều ngã xuống đường. Lúc này, Dũng manh động dừng xe, tiếp tục tấn công và hành hung cả hai người phụ nữ để giật cho bằng được túi xách. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, Dũng đã bị cơ quan công an tóm gọn khi tìm cách lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Dũng cho biết vì nợ nần chồng chất do cờ bạc nên mới hành động như trên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn của ông Mai Văn Lê, sinh năm 1977, thuộc ấp Dòng Trôm, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Khi thấy lực lượng công an ập vào, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn thành nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được 24 đối tượng tham gia, đồng thời lập biên bản tạm giữ tại hiện trường 21 con gà đá, 15 bộ cửa sắt, một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, một cân điện tử, một cân đồng hồ, 103 cuộn băng keo, 20 điện thoại di động, 40 xe máy cùng với số tiền hơn 270 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Sơn, Sơn Việt Kiều, sinh năm 1970 và Trần Thanh Bình, còn gọi là Bình Sáu Doãn, sinh năm 1979 đứng ra tổ chức. Thưa quý vị, năm chú bé bồng lai một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, câu chuyện năm chú bé bồng lai trở lại gala thách thức danh hài được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến dành lời khen ngợi cho tài năng, sự đáng yêu của nhóm thí sinh nhí này và bày tỏ sự chờ đợi phần thi tỏa sáng của các em trong đêm gala. Tuy nhiên, việc năm chú bé vướng liên tiếp vào những ồn ào về nơi ở không được công nhận là tỉnh thất hay những sự thật về đời tư của những tu sĩ nơi đây đã khiến cộng đồng mạng dần quay lưng với nhóm. Thậm chí, một bộ phận lên tiếng tẩy chay, đội ngưng phát sóng tập có sự tham gia của năm thành viên nhí này.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, tuy nhiên thời gian qua, việc nơi ở của năm chú bé vướng phải những ồn ào đã tác động không nhỏ đến thái độ của khán giả. Cụ thể, nơi nhóm sinh sống không được công nhận là tỉnh thất hay những ồn ào liên quan đến đời tư của những tu sĩ tại đây khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả thẳng thừng từ chối sự trở lại của nhóm trong đêm gala, thậm chí còn khẳng định sẽ tẩy chay chương trình nếu như để phần thi của nhóm thí sinh nhí này lên sóng. Hiện tại đang có hai luồng ý kiến khác nhau về sự việc. Trước thông tin dư luận đòi cắt sóng phần thi của năm chú bé, nhiều độc giả không khỏi bức xúc. Bạn đọc Thanh ở Quảng Nam cho rằng, năm chú bé bồng lai thách thức danh hài, chứ tỉnh thất bồng lai có thách thức danh hài đâu mà đòi tẩy chay chương trình. Người lớn nên xem lại cách đối xử với các bé. Đáp lại bình luận này, bạn đọc Đặng Văn Úc ở Cần Thơ chất vấn. Vậy cho hỏi các bé đó có biết chúng nó đang làm gì không? Hay chẳng qua cũng chỉ là công cụ và bàn tay gian dựng của người lớn? Nhiều người cũng cho rằng đây là một chương trình về hài kịch, nên chỉ cần có năng khiếu hài hước, duyên dáng là có cơ hội thể hiện mình. Vì vậy, việc cắt sóng phần thi của nhóm bồng lai chỉ vì những ồn ào đời tư của người lớn là không công bằng. Bạn đọc Robin ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận, chuyện ồn ào gì đó của tỉnh thất là chuyện người lớn, chuyện nhà người ta, năm chú bé lên diễn hài cũng chẳng liên quan gì chuyện đó, tại sao lại tẩy chay? Khán giả nên công bằng, chuyện nào ra chuyện ấy. Tuy nhiên, trái với những bên vực này thì ở một số fanpage, làn sóng tẩy chay phản đối sự xuất hiện của nhóm năm thí sinh nhí này chưa có dấu hiệu dừng lại. Hầu hết mọi người đều cho rằng cần xác minh thông tin rõ ràng trước khi đưa phần thi của nhóm lên sóng. Thậm chí, một số người còn khẳng định đây là sự lừa dối khán giả và bày tỏ thái độ bức xúc. Bạn đọc Vân ở thành phố Hồ Chí Minh viết, tôi không ủng hộ phát sóng sau những lùm xùm, om sòm đời tư của người lớn, thì cũng nên đặt câu hỏi số tiền thưởng các bé giành được sau cuộc thi do ai quản lý, chi tiêu như thế nào cho các bé. Một bạn đọc khác đề nghị, tôi mong rằng đài truyền hình cần xem lại việc đưa năm đứa trẻ lên phát sóng, vì đây là chiêu trò huấn luyện của những kẻ lừa đảo, đem tụi nhỏ ra làm công cụ để kiếm tiền. Một khán giả khác cũng chia sẻ, mong nhà đài xem xét việc phát sóng, đừng biến nhóm tu này thành hiện tượng nữa. Khán giả khác đề nghị, tôi hy vọng nhà đài tạm thời không nên phát sóng tập 5 chú bé khi mọi chuyện chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến lòng tin của khán giả xem đài, gây hoang mang dư luận. Nhìn chung thì đa số bạn đọc đều không đồng tình với việc tẩy chay cắt sóng phần thi của 5 chú bé bồng lai tại thách thức danh hài, thậm chí một số người còn đề nghị để chương trình phát sóng. Song nhà sản xuất cần thực hiện một clip hậu kỳ để nói rõ sự việc nhằm tránh gây xôn xao trong dư luận. Thiết nghĩ thà đối mặt xử lý vấn đề, còn im lặng chẳng khác nào trốn tránh. Cơ quan chức năng cũng phải nhanh chóng xác minh để xem nơi này hoạt động chui hay đúng quy định. Các tu sĩ có vi phạm đạo đức tu hành hay không? Vâng, Thiên Phước cũng đồng ý quan điểm bình luận của mỗi người. Vì dù sai hay đúng thì sẽ có kết quả của cơ quan hay giáo hội Phật giáo xử lý. Riêng các em nhỏ vô tội, dù có điều tiếng không hay nào đó ở hội những người tỉnh thất bồng lai, nhưng họ vẫn chỉ dạy các em nhỏ sống tốt, chứ chưa thấy dạy cho các em điều xấu gì. Vì thế, hãy mở lòng và sống vị tha. Ai không xem thì nên ngừng quan tâm. Các bé không có tội gì và không liên quan đến chuyện quá khứ có tội hay không có tội của người lớn. Chúng ta cũng không nên để ảnh hưởng đến cuộc thi và tài năng của các em vốn có. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống, văn hóa, xã hội, dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Quý vị thân mến, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa lây ơn tại vùng chuyên canh hoa thuộc xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trổ bông đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Ngay bây giờ chương trình sẽ đưa quý vị đến làng hoa lây ơn ở Bình Ngọc để cùng hòa nhập vào không khí nhộn nhịp tấp nập cảnh người dân chăm sóc hoa nơi đây. Trong số hơn 43 hectare do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Bình Ngọc quản lý thì có 25 hectare với 420 hộ xã viên tham gia trồng hoa lây ơn. Những cuống hoa chuẩn bị bán vào dịp Tết, đến ngày rằm tháng chạp đã có búp đẹp và sẽ bung nở trong khoảng 10 ngày tới. Năm nay là bông đẹp lắm, tại do thời tiết nó tốt, nó ngon, nó thuận nữa. Cho nên là trồng 10 cây là nên 10 cây à, không có hư rồi hết á. Vườn nào như vườn nấy hết á. Cho nên là người nông dân năm nay là chỉ đang chắc nào trúng Tết á. Năm nay hoa lây ơn ở vườn đây nói chung là thuận trời, thành bông lên đẹp. Các chỗ là khoảng 24-25 là đã tập trung về đây rất đông, chỗ nào nó cũng tập trung về đây nó mua đó. Cả năm trông chờ vào vụ hoa Tết, may mắn năm nay hoa được mùa khiến nông dân vô cùng phấn khởi. Hiện hoa lây ơn đang có giá bán dao động từ 30 đến 60 ngàn đồng một bó. Với mức giá này, người trồng thu nhập từ 20 triệu đến 40 triệu đồng mỗi sào. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu thụ hoa mạnh hơn, hoa cũng trổ bông đẹp hơn nên người trồng mong muốn giá bán cao hơn ngày thường. Hôm nay bà con là các hợp tác xã là tham gia cùng địa phương chính quyền địa phương là chuyên trình về ghép và du lịch cộng đồng ở thôn Ngọc Lãng, mang thêm lợi ích cho vừa kinh tế thì thu nhập cho bà con là khách du lịch tới.
Với một mùa hoa lê ơn nở đẹp và những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, hy vọng rằng năm nay, người trồng hoa ở Bình Ngọc sẽ có được niềm vui kép khi vừa được mùa lại được giá. Thưa quý vị, về Bến Tre vào thời điểm này, chúng ta như lạc vào thế giới hoa với đầy đủ màu sắc rực rỡ, cùng với không khí nhộn nhịp của người dân chăm chút cho từng chậu hoa. Đặc biệt là khi du khách đi ngang qua ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thì sẽ bắt gặp khung cảnh rộng hoa gần 1,5 hectare với hơn 40.000 chậu, chủ yếu là hoa vàng thọ, đang khoe sắc rực cả một vùng, chuẩn bị được người dân đưa ra chợ Tết. Theo bà Đỗ Thị Phượng Linh, ngụ tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, một trong các hộ trồng hoa vàng thọ tại đây cho biết, gia đình bà cùng người bà con thuê của nhà nước để trồng hoa phục vụ Tết, mỗi người một nửa diện tích, riêng ông trồng trên 10.000 chậu hoa vàng thọ. Còn người bà con trồng cũng hơn 10.000 chậu hoa các loại. Hiện bà cũng đang thuê nhân công tập trung tỉa, chăm sóc từng chậu hoa để phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt xâm nhập mặn đầu tháng 11, số lượng vàng thọ của bà cũng thiệt hại khoảng vài trăm cây. Cùng với đó là chi phí xử lý mặn khá cao, khiến cho giá thành của hoa vàng thọ năm nay đội lên không ít. Dù chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nhưng bà con có biện pháp khắc phục kịp thời, thế nên số lượng hoa kiểng bị thiệt hại cũng không đáng kể. Hiện các hộ trồng hoa cũng đang tích cực đào ao trữ nước để đủ nước sạch tưới trong thời gian tới. Phần lớn số lượng hoa kiểng tại các vườn đã được thương lái đặt trước. Dự kiến khoảng 23 Tết âm lịch, các hộ bắt đầu chở lên thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác bán Tết. Thời gian gần đây, một vài nông dân ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sưu tầm và nhân giống thành công cây hoa Hoàng Phúc với tên gọi khác là hoa Hạnh Phúc. Hoa hạnh phúc, cái tên thật đẹp và ý nghĩa đúng không ạ? Và vì ngày Tết ai cũng muốn mang hạnh phúc về nhà, nên những ngày qua giống hoa này đang bán khá chạy. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, ngụ xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, một trong số ít người trồng giống hoa này cho biết, qua gần một năm trồng thử nghiệm và nhân giống, hiện trong vườn của chị đã có khoảng 1.000 chậu hoa hạnh phúc. Nhiều ngày qua, thương lái ở các nơi đã đến tận vườn đặt mua với giá bán dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng một cây. Với đặc điểm là cây ra hoa quanh năm, hoa có dạng hình chuông, màu tím bắt mắt. Mỗi mắt lá là mỗi hoa, trong khoảng 3 tháng là có thể bán, nên giống hoa này đang trở thành giống hoa hot, mang lại thu nhập hấp dẫn cho người trồng. Do đây là giống hoa mới, tên đẹp và ý nghĩa, nên mặc dù giá cao, nhưng hiện tại vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Mới đây, hãng thông tấn AFP của Pháp đã giới thiệu những hình ảnh về làng hương Quảng Phú Cầu ở ngoại ô Hà Nội đang tất bật vào vụ Tết Nguyên Đán. Làng Quảng Phú Cầu là một trong những làng hương nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nhiều gia đình tại đây đã gìn giữ nghề làm hương trong hơn một thế kỷ và coi đó là một công việc vô cùng đáng tự hào. Làng Quảng Phú Cầu nằm ở ngoại ô Hà Nội. Mỗi ngày, hàng chục người lao động cần mẫn với công việc quen thuộc. Quá trình làm nhang bắt đầu từ việc đưa các ván tre và một chiếc máy vuốt nhỏ. Sau đó, những người khác nhúng các bó tre vào các thùng thuốc nhuộm màu đỏ hồng, tạo ra hàng trăm bó tre rực rỡ, được xòe ra như những bó hoa trên đường phố. Sau đó, những người phụ nữ sẽ khéo léo cuốn những thanh tre nhỏ với bột nhang thành những sản phẩm hoàn chỉnh, và cuối cùng đóng gói đưa ra thị trường. Trên trang tin tức của mình, hãng thông tấn Pháp AFP đã giới thiệu về làng Quảng Phú Cầu vào thời điểm người dân bước vào thời điểm bận rộn trong năm. Tết năm nay về sớm, chúng tôi đang gấp rút để làm kịp hàng để giao hàng để cho mọi người kịp nhận hàng và đón Tết. Khắp nơi trong làng, đâu đâu cũng là màu đỏ rực của chân hương đang phơi nắng. Cùng với đó là những người dân đang làm việc hăng say. Doanh số bán tâm hương trước và trong dịp Tết Nguyên Đán luôn tăng mạnh khi người dân đổ tới chùa thắp hương, đi lễ hay cúng lễ tổ tiên ở nhà. Nghề này thì chắc là nghề này thì kiểu gì kiểu phải đến bao giờ hết đời này đến đời khác thì bao giờ không có người chết thắp hương nữa thì mình mới bỏ nghề. AFP nhận định nghề làm hương là nghề tự hào của nhiều thế hệ người Việt. Nó tượng trưng cho một nền văn hóa lâu đời và là vật không thể thiếu mỗi dịp Tết đến tại các đền, chùa của người Việt. Thưa quý vị, một thông tin sẽ làm nức lòng người dân hai huyện Hòa Thành và Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vào chiều ngày 10 tháng 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Tây Ninh có hai huyện sẽ được chuyển đơn vị hành chính từ huyện lên thị xã, đó là thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng. Lên thị xã, Hòa Thành sẽ có 4 phường, gồm Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung và 4 xã, Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam. Hòa Thành hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết của đảng bộ, quân và dân Hòa Thành qua từng thời kỳ gian khó,
quyết tâm xây dựng huyện Hòa Thành trở thành một vùng đất giàu tiềm năng về kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Bản thân tôi và cũng như nhân dân của Long Thành Bắc, Hòa Thành thì cũng đã nỗ lực để đóng góp cái công sức là để hoàn thành cái huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Rồi bước tiếp theo thì bây giờ lại được là công nhận là thị xã Hòa Thành. Thì hơn ai hết tôi rất là tự hào vì mình đã được cái sống ở một cái vùng đô thị. Thì tôi chắc chắn rằng là đây vì sao thì cái phát triển của Hòa Thành sẽ được nâng lên nhiều hơn nữa. Cũng như người dân của huyện Hòa Thành, việc đưa Trảng Bàng lên thị xã là mong ước của nhân dân huyện Trảng Bàng, là tâm nguyện của lãnh đạo huyện Trảng Bàng qua các thời kỳ. Lên thị xã, Trảng Bàng sẽ có 6 phường nội thị và 4 xã ngoại thị. 6 phường nội thị gồm An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng, Gia Bình, Gia Lộc và Trảng Bàng. 4 xã ngoại thị gồm Hưng Thuận, Đông Thuận, Phước Bình. Cái lòng mong mỏi của toàn dân, của mỗi cán bộ đảng viên lúc đó là đã đến. Cho nên cái thuận lợi nó đoàn kết, nó trong đảng, trong dân nó đoàn kết rất là cao. Thành tựu hôm nay là kết quả của các thế hệ người dân Hòa Thành, Trảng Bàng đã trải qua bao gian lao từ cuộc hành trình mở đất lập làng, từ gian khổ hy sinh trong kháng chiến chống ngoại xâm, trong cuộc xây dựng quê hương. Để rồi từng ấy năm đi qua, Hòa Thành và Trảng Bàng đã khẳng định vị trí của mình trong công cuộc xây dựng phát triển Tây Ninh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực. Tiếp theo chương trình là những sự việc kỳ thú xảy ra trên thế giới. Quý vị thân mến, nghệ thuật là không giới hạn. Nhận định này đã một lần nữa được minh chứng bởi Joe Well, cậu bé 10 tuổi đến từ nước Anh. Chỉ cần một khoảng không đủ lớn, dù là trang giấy hay một bức tường và một cây bút còn mực, cậu bé sẽ sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm khiến người khác phải trầm trồ. Đó chính là lý do vì sao cậu được một nhà hàng có tiếng tại quê nhà thuê về để vẽ trang trí cả một bức tường cao 2,5m khi mà vẫn đang trong độ tuổi chỉ việc ăn và ngủ. Vốn là một người yêu thích vẽ và đặc biệt hứng thú với phong cách ngẫu hứng, Joel đã dành cả tuổi thơ của mình để vẽ vào sách giáo khoa. Một giáo viên dạy thêm của Joel rất ấn tượng với các bức vẽ của cậu bé và đã chia sẻ chúng lên mạng xã hội để nhiều người biết đến. Công cụ mà Joel sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ gồm một vài chiếc bút dạ với sự trợ giúp một chút từ bút bi, tất cả đều là mực đen. Toàn bộ số tiền Joel kiếm được từ việc vẽ vời sẽ được tiết kiệm để phục vụ cho việc học đại học sau này của cậu. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ làm quen với Florence Simon, một cậu bé 9 tuổi vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học. Florence Simon sinh năm 2010 tại Bỉ, sau đó theo bố mẹ đi học và sinh sống tại Hà Lan. Tài năng của thần đồng Florence được chú ý từ khi 4 tuổi. Em luôn là người trả lời được mọi câu hỏi nhanh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Năm 8 tuổi, Lauren tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào tháng 3 năm 2019, cậu bé đặc biệt này trở thành tân sinh viên ngành kỹ thuật điện, Đại học Công nghệ Eindhoven và hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 9 tháng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Lauren dự định sẽ học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, bán chỗ đậu xe trong chung cư, đúng hay sai? Xe tải gặp họa vì dầm cầu siêu dài chắn ngang đường. Chuyên mục chuyện ngày mới, nông dân Khmer làm giàu từ mô hình vườn ao chuồng. Mới đây, ban quản lý một chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã khởi kiện một số cư dân trong chung cư vì không chịu đóng phí thuê chỗ đậu xe nhiều năm liền. Trong khi đó, các cư dân tại chung cư này lại phản ứng việc chủ đầu tư bán 500 triệu đồng một chỗ đậu ô tô. Sự việc gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Việc bán chỗ đậu xe là đúng hay sai? Thu phí đậu xe bao nhiêu là phù hợp? Chuyên mục Cà phê không đường hôm nay sẽ đề cập vấn đề này qua ghi nhận sau đây của cộng tác viên chương trình. Tại chung cư The Average Infinity, ban quản lý đã dán thông báo công khai danh sách các cư dân đậu xe ô tô nhưng không chịu đóng tiền với mức phí là 2,5 triệu đồng một tháng. Đồng thời phát đi thông báo dán chỗ đậu xe ô tô tại hầm số 2 của chung cư với giá khởi điểm 500 triệu đồng một chỗ, đậu xe trong thời hạn 50 năm. Nhiều cư dân đã bức xúc. Mình ở đây nhưng mà mua ô xe thì cái chuyện đó là mình không nghĩ tới. Và luôn luôn tin rằng là chủ đầu tư sẽ làm đúng theo hợp đồng cam kết rằng là cho mình thuê. Cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ thuê. Có mấy cái băn khoăn,
Cái thứ nhất là cái này là đúng theo cái quy định của pháp luật hay chưa. Cái thứ hai nữa là mình cũng có đọc, họ nói rằng là họ sẽ đưa cho mình cái quyền sử dụng thôi, họ cũng có cảnh báo trước, đây là quy định thì nhà nước chưa cấp sổ đỏ được. Lý giải về việc này, đại diện chủ đầu tư cho biết, trong tòa nhà có hai phân khu, chỗ đậu xe máy thuộc quyền sử dụng của cư dân, chỗ đậu xe thương mại thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư. Theo đúng quy định của pháp luật thì chủ đầu tư được quyền bán hoặc cho thuê khu vực đậu xe. Những cư dân nào mà nếu mà cố tình ấy thì phải đặt buộc là có thể là đề nghị cơ quan nhà nước xem xét các hành vi đó là giống như hành vi là sử dụng tài sản trái phép của người khác, hoặc là đề nghị là khởi kiện ra tòa để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho công ty. Hiện nay trên thị trường địa ốc, nhiều đơn vị khác cũng đang bán chỗ đậu xe, tùy vào từng vị trí mà có nơi bán 500 triệu, có nơi bán 700 triệu. Trong các khu trung tâm mua sắm và căn hộ văn phòng, có nhiều vị trí cấm biển cố định, đó chính là những vị trí đã được bán. Đứng trên góc độ pháp lý thì chủ sở hữu căn hộ, người ta có quyền mua hoặc không mua, thuê hoặc không thuê chỗ để xe. Ngược lại thì chủ sở hữu, người ta có quyền bán hoặc cho thuê nếu khi dân cư ở đó không có nhu cầu. Về mức trần thì hiện tại quyết định số 35/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thì quy định tối đa về mức thu phí đổ xe ô tô một tháng là không vượt quá 5 triệu. Thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, do khác biệt về vị trí, thương hiệu và quy mô của dự án mà giá bán chỗ đổ ô tô tại nhiều chung cư không giống nhau. Quan trọng nhất là tính minh bạch thông tin trong các hợp đồng mua bán nhằm hạn chế xung đột. Chúng tôi đề nghị các chủ đầu tư trong thời gian tới là khi mở bán các căn hộ chung cư thì phải công bố đầy đủ thông tin về dự án, trong đó có cái thông tin về chỗ đổ xe ô tô bao gồm cả giá bán ngay từ đầu để cho cư dân biết. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 100 chung cư xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn xoay quanh các vấn đề quỹ bảo trì, bầu ban quản trị, chất lượng chung cư và phí các dịch vụ. Để tránh những việc này thì người mua nhà nên tìm hiểu kỹ thông tin khi mua bán căn hộ. Các giao dịch thương mại giữa chủ đầu tư và người mua nhà cần được làm rõ ngay từ đầu. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, mới đây trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải. Tài xế xe tải may mắn thoát chết trong chiếc xe bị biến dạng sau tai nạn. Trước đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C48117 do tài xế Trương Quốc Đạt, sinh năm 1974, điều khiển kéo rơ móc biển kiểm soát 51R01465, chở dầm cầu bằng bê tông cốt thép dài khoảng 38m, lưu thông trên đường tỉnh 870B ra quốc lộ 1A. Khi xe đầu kéo ra đến quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Trung An, thì rẽ trái để lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong lúc xe rẽ trái, thì đoạn dầm cầu bê tông nằm chắn ngang quốc lộ 1A. Cùng thời điểm này, xe ô tô tải mang biển số 63C04952, chưa rõ danh tính tài xế, điều khiển chở tôm giống trên xe đang lưu thông theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, không thắng kịp nên tông mạnh vào dầm cầu. Xe tải bị vỡ nát phần đầu, tôm giống đổ tràn ra đường. Tài xế xe tải may mắn thoát chết trong chiếc xe tải bị biến dạng. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố 8, thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Trước đó, chiếc xe khách loại 16 chỗ mang biển số 51B07428 chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn khu phố 8, thị trấn Chân Thành, cùng lúc này chiếc xe máy mang biển số 93V11-1774 do người đàn ông tên Hữu, 36 tuổi, điều khiển chạy từ trong đường hẻm ra quốc lộ 14. Vừa ra tới đường, anh Hữu rẽ phải, ngược về hướng thành phố Đồng Xoài khoảng 20m rồi bất ngờ lấn sang làn đường ô tô, tông trực diện vào đầu xe khách 16 chỗ. Cú tông quá mạnh khiến anh Hữu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị nát bét, xe khách bị hư hỏng phần đầu. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi gây tai nạn chết người, anh Hữu có uống rượu tại một quán ăn. Khoảng 15 phút sau khi uống rượu, anh Hữu điều khiển xe máy về nhà thì gặp tai nạn thương tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Chân Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mới đây tại đoạn sông Rạch Vọp, khu trung tâm chợ Cầu Lộ thuộc ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, bất ngờ xảy ra một vụ sạt lở có chiều dài 20m, sâu vào bờ 7m, độ sâu khoảng 10m. Cách nhà lồng chợ Thới An Hội 70m, đã nhấn chìm hoàn toàn 3 căn nhà sàn của hộ dân, trong đó có vật dụng như tủ lạnh, tivi, máy giặt và cùng 8 xe Honda các loại.
Rất may vụ sạt lở không thiệt hại về người, tổng thiệt hại tài sản hơn 320 triệu đồng. Tiếp tục là những tình huống giao thông nguy hiểm mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, mới đây tại Nghệ An, camera hành trình của một tài xế đã ghi lại được tình huống xe khách lao ra đường suýt đâm vào xe tải vô cùng nguy hiểm. Theo đoạn clip, chiếc xe khách từ trong trạm xăng lao thẳng ra đường mà không quan sát, không nhường đường cho xe tải đang đi thẳng. Rất may tài xế xe tải đã nhanh chóng tránh được, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhiều cư dân mạng xem xong đoạn clip đã thở phào nhẹ nhõm bởi khoảng cách giữa hai xe là quá gần. Tai nạn có thể xảy ra trong gang tấc. Thưa quý vị, chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay sẽ đưa quý vị đến với ấp Phước Lợi, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để cùng gặp gỡ một nhân vật suốt 20 năm qua nổi tiếng là nông dân đồng bào thiểu số sản xuất giỏi của tỉnh. Bởi vì tính chịu khó học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng mang lại thu nhập bình quân 150 triệu đồng mỗi năm. Ông Danh Hóa cho biết khi mới lập gia đình, nhà chỉ có vài công đất nên ông phải làm lụng vất vả mới dành dụm mua được 17 công, một công bằng 1.200 m2 đất sản xuất lúa. Thấy việc sản xuất lúa ngày càng bấp bênh, ông quyết định lên clip 3.000 m2 đất quanh nhà để phát triển mô hình vườn ao chuồng. Riêng vườn hẹ mỗi ngày cung cấp ra thị trường 20 kg hẹ, thu nhập trên 300.000 đồng mỗi ngày. Tôi mới quyết định cải tạo vườn tạp, đào ao nuôi cá, xây dựng chuồng trại, làm những cái mô hình đó là coi như là VCR, vườn rau ao chuồng, lấy ngắn nuôi dài. Từ đó là kinh tế tôi mới dần dần ổn định, lo cho được hai đứa con đó là ăn học tới nơi tới chốn. Và đồng thời là coi như là cuộc sống cũng ổn định. Nói chung ra bước đầu thì khó khăn lắm, thì nhà nông mà. Thì nói chung ra thất bại rồi là mẹ thành công mà, từ đó mình mới mần mòi tìm tòi học hỏi. Để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Danh Hóa mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống phun nước, tưới nước tự động cho vườn hẹ có diện tích khoảng 100 m2 và hệ thống tưới nước cho trên 50 gốc ổi sau vườn. Hệ thống tưới nước tự động tiết kiệm được chi phí gấp nhiều lần so với cách tưới nước thông thường. Trong gia đình cũng gói ghém, cũng mần. Nhiều khi thì cũng như là lấy công mặn này kia gì đó, rồi cũng có cái mua bán chút đỉnh, đặng thu nhập để cho con đi học. Nói ngay là cũng đỡ, gia đình cũng ổn định. Riêng anh Danh Hóa, hàng năm anh tìm tòi học hỏi, anh rất là siêng năng trong cái sản xuất chăn nuôi. Thì bên cạnh đó thì anh chăn nuôi và anh một phần nữa thì bản thân cũng có trình độ Danh Hóa. Thì anh xem đài kỹ thuật nuôi, rồi các con giống, mua giống phải có nơi, có chỗ đặng mình về nuôi cho nó chuẩn. Những năm tiếp theo thì Hội nông dân xã cùng tổ kinh tế kỹ thuật cùng gia đình của anh Hóa thì mở rộng mô hình ra, nhân giống cho một số nông dân ở lân cận các ấp để học hỏi thêm cái mô hình này. Với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nông dân người dân tộc Khmer, Danh Hóa đã có được kinh tế ổn định và sung túc, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Và câu chuyện vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Thiên Phước và Tuyết Oanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.